Đánh dấu chặng đường 30 năm thành lập tập đoàn Nu Skin, Nu Skin Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi bị mắc bệnh tim đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Những món quà trao tay ấm áp nghĩa tình thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, chung tay vì cộng đồng của đơn vị trong tháng thiếu nhi, đồng thời hưởng ứng ngày làm vì những điều tốt đẹp do tập đoàn Nu Skin phát động. Tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 đến nay, tập đoàn Nu Skin đã phối hợp cùng Quỹ Phẫu thuật Tim dành cho trẻ em Đông Nam Á, cứu sống hơn 5.900 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh và đơn vị sẽ tiếp tục đóng góp nhằm nhân rộng các hoạt động chia sẻ vì cộng đồng.